hiếm có thí sinh nào khiến giám khảo Trấn Thành kinh hãi thẹn như cô giáo Mỹ Duyên. Cô nàng vừa là giáo viên dạy khóa vừa làm đám cưới với chất giọng mượt mà và có cảm xúc. Ngay từ màn giao lưu, Mỹ Duyên đã có được cảm tình của nam danh hài nhờ cách nói duyên dáng, vì anh Thành mặc màu đỏ nên Kinh Ha thích màu đỏ. Không dừng lại ở đó, cô giáo trẻ nối tiếp tỏ tình với danh hài trong tiểu phẩm đầu tiên khiến anh không thể làm ngơ. Giám khảo Trường Giang cho rằng gamer thủ chấm thi đã bị dính kính nên thế hệ cười. Bạn phải đi dạy văn chứ, sao lại dạy quá nhỉ? Tại tôi thấy gamer thủ tình cảm. Danh hài vừa dính kính lên tiếng và bị cho là đang thả thính ngược. Dù có thiếu diễn hài và gây tuyệt hảo với ban giám khảo song cô giáo trẻ vẫn phải ra về tay trắng vì thiếu kinh hải nghiệm diễn xuất. Bị chê còn non, Trấn Thành vẫn dính kính của cô giáo.